vi sùng rạc kha na thà giá ti sa ra nề na sa ha bành cha sĩ là ni già cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích. Ta ti dằm bi ma dạng phành tề quy sùng rạc kha na thà giá ti sa ra nề na sa ha bành cha sĩ là ni già cha ma. Bạch sư, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vâng giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, đạo tràng chúng con đã trang nghiêm mặt đạo tràng, kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư truyền tam quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con trong ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Thâm Mai Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Kính lễ chư tôn thiện đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiện nam tín nữ, chúc quý vị một ngày an vui, một đêm an lạc. Xin được thay mặt chư tăng truyền tam quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa năng ga cha mi, con đem lấy lòng kính xin quy Phật. Đồng mong sợ năng gà cha mi, con đem lấy lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn căng sợ năng gà cha mi, con đem lấy lòng thành kính xin quy Tăng. Đồ ti âm bi bồ đăng sợ năng gà cha mi, con đem lấy lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đu ti âm bị đám mong sa năng ga cha mi, con đem lấy lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti âm bị sân thân sa năng ga cha mi, con đem lấy lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ nhì. Đa ti âm bị bồ đăng sa năng ga cha mi, con đem lấy lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Đa ti âm bị đám măng sa năng ga cha mi, con đem lấy lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Tạ ti âm bị sân khấn sa năng ga cha mi, con đem lấy lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Bụt thăng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thầm măng sa ra năng gai cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Khang sa năng cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đu ti yam sa ra năng gai cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhất. Tìm bị thầm măng sa ra năng gai cha mi, con đem hết thành quy Pháp lần thứ nhì. Đu ti dầm bị sẵn sàng gai cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Ta ti dầm bị bút thang ra gai cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi thầm măng sa ra năng gai cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Dâm bi sẵn khăn sa ra năng gai cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Tị sa ra năng gai cha năng ni thi tăng, pháp quy tam bảo trọn đủ, chỉ có bấy nhiêu. A ma phành tê, xin vâng. Ba na thi ba ta, quê ra mani khao vấn năng sa ma di ya mi,
Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự sát sanh. A đinh na đa na vừa rồi mình đi sẽ khó bất năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Ca mê su mi cha cha ra vừa rồi mình đi sẽ khó bất năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da vừa rồi mình đi sẽ khó bất năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me ra ya ma cha pa ma da tha na vừa rồi mình đi sẽ khó bất năng sa ma dạ mi. Còn xin bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự uống rượu và các chất say. Ba na ti ba ta quê ram đi sa ba đằng sa ma đi ya mi. Giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. A di na đa na quê đi kha ba đằng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca me su me cha cha ra quê ma xích kha ba đằng sa ma đi ya mi. Xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Mu sa wa da quê ra ma ni xích kha sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Su ra me ra ya ma chấp ba ma đa tha na quê ra ma ni xích kha ba đằng sa ma đi ya mi. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ dôi uống rượu và các chất say. Ê mai ni ban cha si kha pa da ni sa thu cam ca tu a nga pa ma de na ni cha ca lăng samarak khi ta băng. Chư Phật tử sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi, phải ráng mà giữ hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. A phành tê, dạ chúng con xin vâng. Sì lê na su ca tinh doan tị sì lê na phô ca sâm bá đa anh sì lê na nê pu tinh doan tị ta sa ma anh sì lăng quỷ sô tha dê. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu sa dạ chúng con kính tri ân sư Trí Đức đã truyền tam quy và ngũ giới đến hàng Phật tử chúng con trong ngày hôm nay ạ. Tiếp theo con xin thay mặt đạo tràng sám hối ba ngôi tam bảo. Uttamang ghe na quan đề hàng bà đa bằng sùng và ruột ta mang bút thề dô khá lý tô đô sốt thô khả mà thu tăng mà mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn chí thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, quý xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quan đề hằng tham manh cha đu vít hằng qua rằng tham mê dô khá lý tô đô sô tham mô khá ma tu tăng ma măng. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã phạm
Cúi xin Pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamangena vande hang sang khai nuvia mang sang khe yo khali to do so sang kho khama tu tăng ma mang. Con xin hết lòng kính bổ làm lễ hai bậc tăng bảo là Phàm Tăng và Thánh Tăng. Tội là con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin xá tội ấy cho con. Dạ, con kính dâng mic đến sư Trí Đức để sư chúc phúc cho đạo tràng chúng con, để chúng con được báo ngày hôm nay ạ. Dạ, con kính dâng mic ạ. Sư ra mình mê bồ tát sê thô sa rê bồ tô chê đa khí nê hoa mạng sê mô ca la nô phù ra tô vi đa ca ta yang ba chi mê ma ma a nan đô khi na sa hoa cha tôn đi sa sa man ta lô ca ba la chê in đa đê hoa sa pram ma ca e tê sang a nu pa vê na sa bê pha ya u ba đa hoa nê ca an ta ra ya pi vi na san tu va sê Sạ tôn Đức Phật ngự trên đầu, vai mặt xá lợi Phật, vai trái kiền liên hầu. Trước mặt là tâm tạng sau lưng A Nan chậu, bốn phương A La Hán để thích lưỡng phạm thiên do oai lực pháp màu. Hộ trì cả năm châu rủi ro và tai hại, tất cả đều lo âu, xin được mau tiêu diệt. Phô vô tư sá phẩm măng gà lăng rắc hân tư sá phẩm đế vô ta sá phẩm bụt đá ai nụ phá vê nà sá đà sô thi phô văn tư tê phô vô tư sá phẩm măng gà lăng rắc hân tư sá phẩm đế vô ta sá phẩm thâm mạng nụ phá vê nà sá đà sô thi phô văn tư tê phô vô tư sá phẩm măng gà lăng rắc hân tư sá phẩm đế vô ta sá phẩm sân khá ai nụ phá vê nà sá đà sô thi Phật hoành tục tên tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Sĩ thị gia cha na ga tha xin thăm mạnh tu xin thăm mạnh tu xin thăm mạnh tụi đẳng phá lăng. Etasmin ratanatta yasmin sambasadana che ta so ko xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thay. Dạ, con kính tri ân sư Trí Đức đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con trong ngày hôm nay ạ. Dạ, tiếp theo con xin được hồi hướng điên. A ca sa tha cha phô ma tha đê wa na ga ma hi thi ca bốn nhang nô an u mô đăng tu chi răng ra khang tu sa sa năng. A ca sa tha phom tha đê wa na ga ma hi thi ca bốn nhang nô an u mô đăng tu chi răng rắc khang tu nô ga ru. A ca sa tha cha phom ma tha đê wa na ga ma hi thi ca bốn nhang nô an u mô đăng tu chi răng rắc khang tu nhà ta vô. A ca sa tha cha phom ma tha đê wa na ga ma hi thi ca bốn nhang nô an u mô đăng tu chi răng rắc khang tu ba ni. A ca sa tha cha phom ma tha đê wa na ga ma hi thi ca bốn nhang nô an u mô đăng tu chi răng rắc khang tu nô sa đam. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu điều, Long Vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui tài, quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh.
Yang kinh chi ku sa la cam mang cát tap bằng kiri yang mama ka ye na wa cha mana sa ti da se su ga tang ka tang ye sa ta sanh ni no a thi ye cha sa ta a sanh ni no ka tang bun nha pha lang mây hằng sắp bê pha ghi pha quan tu tê Ye tăng ca tăng su quy đi tăng đình năng bùn nha pha lăng ma già ye cha ta tha na cha nan ti đề hoa gành tòa ni quê đa dùng sắp bê lô cầm hi ye sát ta hoa hà ra hệ tu ca ma nun nhân phô cha năng sắp bê la phàn tu ma ma chê ta sa ti phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báu vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an, phước con hồi hướng dâng ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mách ngay, có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phúc quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, xin thâu phước báu cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Yên nồ nhà tì nằng hồn tu su khí tà hồn tu nhà ta dồ, nguyện thân nhân quá vãng, thượng hưởng công đức này được thọ sanh lạc cảnh. Y đằng qua ta mề bùn nhằng à sa hoa kha già qua hằng hồn tu. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Y đằng mề bùn nhằng niết bà na sa bách cha dụ sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, xin nguyện làm nhân đưa đến đạo quả niết bàn. Do phước báu mà chúng con đã tích lũy từ trước đến nay, nguyện cho chúng con không rơi vào bốn đường ác đạo. Con nguyện quy Tam Bảo trọn đời này và mãi mãi cho đến khi được thoát. Với phước báu nào mà chúng con đã trong sạch và tạo ra trong thời kinh lễ bái Tam Bảo, sám hối và thọ trì Tam Quy ngũ giới ngày hôm nay, chúng con kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên phù hộ chính pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ độ cho giáo pháp của Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con kính dâng phước này đến với quý sư, quý cô tu nữ và xin chia phước này đến quý Phật tử trong rung Phật giáo Nam truyền. Mong rằng phước này trợ duyên cho quý sư, quý cô tu nữ cùng với các quý Phật tử được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Với những phước báo nào có được trong việc tụng kinh Tam Bảo, thọ trì quy giới và nhất là trong những thời gian học pháp và hành pháp, con xin kính chia sẻ đến với người dân Việt Nam, nhất là đến với những người đang chịu hậu quả của Covid. Xin cho những vị ấy mau chóng vượt qua những hậu quả này để trở về với cuộc sống bình thường. Xin cho Việt Nam và thế giới mau chóng kiểm soát được đại dịch Covid này. Dạ, phần nghi thức tụng kinh lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và ngũ giới, hồi và hồi hướng phước đã hoàn tất. Chúng con thành kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn Đức Tăng truyền Tam Quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng đã giữ tâm thanh tịnh và cùng con lễ bái Tam Bảo và thọ trì quy giới. Do phước này trợ duyên cho tất cả sớm đoạn tật phiền não và mau chóng giải thoát sanh tử luân hồi. Dạ, trong quá trình tụng kinh và thọ trì quy giới, nếu có điều gì sơ suất, con xin được sám hối với Tam Bảo, với quý sư và đạo tràng. Kính xin tất cả hoan hỷ với con. Dạ, phần nghi thức đã xong. Dạ, hôm nay là ngày của sư Pháp Thanh, nhưng mà sư Pháp Thanh cũng chưa vô ạ. Dạ, giờ này cũng vừa đúng là 4:30. Con kính dâng mic lại đến sư Trí Đức, dạ, để sư điều phối chương trình học ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mic đến sư. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, thưa sư, con xin bàn tay của sư ạ. Dạ, con đã thấy rồi. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Sa thủ Sĩ Kim Nhung. Rất là hoan hỷ Sĩ Kim Nhung lễ bái Tam Bảo thọ trì quy giới ha. Rất là trọn vẹn, rất là chuẩn, không có gì sơ sót. Đây là, cũng là một điều đáng mừng ha. Khi mà quý vị kinh này, dòng kinh ha,
thầy rất là ổn định, chuẩn và thời gian cũng thích hợp. Đó là một cái điều mà chúng ta canh thời gian rồi chúng ta trì hành theo đúng như nghĩa là cái thời gian mà rung quy định như vậy. Và hôm nay thì giọng kinh của Sĩ Kim Nhung đâu có chỗ nào mà coi như sơ sót đâu. Đó là một cái điều mà chúng tôi thấy rất là hãnh diện đối với Sĩ Kim Nhung. Khi mà mở rung đầu tiên thì chúng tôi thấy Sĩ Hành Kiểm cũng thức dậy sớm mở quán bán cà phê. Tôi có tiếp thị một số cà phê lên trên room này, nhưng mà cũng ai thấy khen ngon gì hết á. Biết sĩ Hành Kiểm mình này bán làm sao mà chúng tôi đem cà phê tặng cho quý vị trong room này mà không ai khen cà phê ngon. Chắc là hôm nay sĩ Hành Kiểm ế quá. Rồi Ngài Pháp Thanh không đến với đạo tràng chúng ta tới giờ phút này, vậy thì chúng ta sẽ sinh hoạt tiếp cái bài Báo Ơn Phụ Mẫu. Đây là một cái bài gatha chứ không phải là sutta ha, kệ. Cho nên bây giờ chúng ta cũng chia ra làm hai đoạn, tức là đoạn một có câu một, câu hai, đoạn hai có câu ba và câu bốn ha. Vậy thì chúng ta ôn lại. Và cái mục đích chúng ta học để làm gì? Học là phải hành. Ngày hôm nay trên lý thuyết thì chúng ta lấy những cái gương của những người đi trước, hoặc là ngay trong cuộc sống của chúng ta, ông bà cha mẹ, đó là những cái vấn đề thực tế mà chúng ta phải báo ơn, chúng ta phải tri ơn, chúng ta phải đền ơn như thế nào. Trước khi đi vào bài học ngày hôm nay, xin phép được tán dương ơn Đức Tam Bảo. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Biến Tri Đấng Cúng Dường, có nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lẫn dữ lỡ quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Biến Tri Đấng Cúng Dường, có nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lẫn dữ lỡ quần sinh. Cúi đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc Chánh Biến Tri Đấng Cúng Dường, có nguyện thân tâm thường thanh tịnh làm lành lẫn dữ lỡ quần sinh. Tăng Araha Đi Cô Nà Sang Vô Tăng Bồ Đăng Sê Sa Nam Ma Mi Tân Chà Bồ Đăng Nghi Mê Hi Sắc Ca Rê Hi A Phi Pu Chạy Gia Mê Hồng Danh Phật Hiệp Màu Ứng Cúng Chánh Biến Tri Minh Hạnh Đủ Đầy Đức Ân Thiện Thể Cao Dày Bậc Thế Gian Giải Chỉ Bày Chân Tâm Vô Thần Sĩ Pháp Thân Tình Diệu Bậc Trường Phu Điều Ngự Độ Sanh Thiên Nhân Sư Đấng Cha Lành Phật Đà Toàn Giác Thế Tôn Trong Đời Tăng Soa Khai Tai Đi Cô Nà Sang Vô Tăng Thâm Mân Chá Rạ Sa Nam Ma Mi Tân Chà Thâm Mân Nghi Mê Hi Sắc Ca Rê Hi A Phi Phu Chà Gia Mi Pháp Vi Diệu Cha Lành Kéo Dài Lìa Danh Ngôn Giác Ngộ Hiện Tiền Một thời gian chứng vô biên sắc na đại ngộ hoặc nhiên liễu tường đạo vô thượng đến rồi thấy rõ hướng thượng tâm thoát ngõ vọng trần chỉ nhân tự ngộ giả chân diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu tăng sân khai tai đi cô nà sân vô tăng sân khăn xí ra sa na ma mi tăng cha sân khăn nghi mê hi sắc ca rê hi a phi pu Chạy gia mi bậc diệu hạnh thinh văn thích tử bậc trực hạnh pháp lưỡi thiền gia bậc như lý hạnh tăng già bậc chân chính hạnh dưới tòa thế tôn thành đạo quả bốn đôi tám chúng đệ tử phật ứng cúng tôn nghiêm
cung nghinh kính lễ một niềm thánh chúng vô thượng phước điền thế an ra tình á tây gia sa quần đà mỹ do nhờ quái đức của chư Phật, do nhờ quái đức của giáo pháp, do nhờ quái đức của chư tăng, nguyện cầu hồng ân tam bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Gia. Phần cảnh dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học như thế nào đây? Bài ba ông phụ mẫu chúng ta chia ra hai đoạn ha. Bây giờ chúng ta ôn lại. Khi ôn lại hiểu ý nghĩa chúng ta phải trì hành như thế nào? Đây là một bài kệ. Vậy thì hôm nay chúng ta không áp dụng cái dòng kinh ha, mà áp dụng dòng kệ. Chúng ta đọc cái phần Pali xong rồi sẽ đọc phần tiếng Việt ha. Hai đoạn như vậy, phần Pali xong rồi qua phần tiếng Việt. Quý vị hoan hỷ ha. Chúng ta học từng đoạn như vậy. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ đưa lên cái đoạn Pali trước, rồi phần tiếng Việt chúng tôi đưa lên sau. Mong sĩ Tâm Hạnh hoan hỷ hỗ trợ ha. Hôm nay sĩ Trực Quỳnh coi như bận rồi. Phần Pali thì quý vị thấy chưa? Và phần tiếng Việt nó sẽ như thế này. Alo. Một lần chúng ta học phần Pali, học phần tiếng Việt. Rồi bây giờ đầu tiên là chúng ta đọc phần Pali ha. Để rồi chúng ta coi như khi mà đọc cái này trôi chảy. Hoặc là quý vị có thể đọc phần Pali xong rồi đọc phần tiếng Việt. Rồi sĩ Tâm Hạnh hỗ trợ ha. Sĩ Nhật Quỳnh hôm nay bận rồi, bố của chạy lấy người rồi. Rồi bây giờ cái phần này quý vị cố gắng đọc một lần hai câu ha. Chúng tôi đọc trước. Dạ đa cha tố cha vô hòa hận đùng khăn ma ta vì tu hì mê Anu phu tăng na quan ni tung hạnh thân ba gãy hà quan đi tổ đô sanh kha ma tha mê ye hoa tùng hê đê tha pha dâm bi cha Rũ thi ta xê hoa mê tùm hê su ghi ta múc ba ghét tha huê. Quý vị quan hỷ ha, đọc lần hai câu. Dạ đa cha tố cha vô hoa hận đục khăn ma ta vì tu vì mê Anu phu tăng na quan ni tung hành thân ba gãy hà quan đi tổ đô sanh kha ma tha mê ye hoa tùm hê đê tha pha dâm bi cha Rũ thi ta xê hoa mê tùm hê su ghi ta múp ba ghét tha huê. Rồi đọc lại lần nữa ha. Dạ đa cha tố cha vô hòa hận đùng khăn ma ta bi tu hi mê Anu phu tăng na quan ni tung hành thân ba gây hà quan đi tù
đổ sang kha ma tha mê dê quan tùm hê đê tha pha dâm bi chà rú thi ta sê qua mê tùm hê su ghi ta múp ba ghét tha huê. Kính thưa cha mẹ thường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên, từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời, nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kẻ thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục, mong dung tội gài. Rồi, bây giờ chúng ta đọc dòng kệ xong ý nghĩa tiếng Việt. Khi nào mà thuần thục này rồi chúng ta còn hai đoạn tiếp ha, phần 2 ha. Rồi mời bàn tay Siết Mê Ta với Siết Kim Nhung. À rồi bàn tay Siết Kim Nhung xin mời. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim Nhung đã nhường cho con đọc trước. Nãy con thấy tay cổ trước, nhưng mà giờ cổ nhường cho con. Con cảm ơn cô. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào tất cả quý vị có mặt trong đạo tràng. Dạ, con cũng xin đọc lại bài kệ báo ơn phụ mẫu. Dạ, na cha tô. Dạ, con xin lỗi cho con uống miếng nước nên bữa nay cái cổ con nó không được thông. Dạ, con xin đọc. Dạ đã cha tô cha vô quan đúc khăn ma ta bị tối mây à nụ phu tăng à quanh đi tung hát thang ba gây à quanh đi tô đồ sẵn kha ma thà mê dê hoa tùm hê đê tha và dẫm bi cha rù thị tát xê hoa mê tùm hê su ghi ta múc và ghét tha quê. Dạ, con xin đọc phần tiếng Việt. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên, từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời, nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phụ phục, mong dung tội rài. Dạ, con xin nhường mic cho cô Kim ạ. Dạ, cô Kim Nhung ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài. Đa cha tô cha vô hoa hăng đúng khăn ma ta bị tu hi mê à nụ phu tăng na quan ni tung hát thăng ba gây à quan đi tu đồ sang kha ma tha mây dê hoa tùm hê đê tha pha dâm bi cha ru thi ta se wa me tum he su ghi ta mum ba ghe tha we. Kính thưa cha mẹ tường tri,
nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ của mình phủ phục, mong dung tội rầy. Dạ, con kính tri ân sư ạ. Dạ, xin mời vị kế tiếp. Dạ, chưa thấy bàn tay của ai. Dạ, xin mời Hồng Mai. Dạ, sang chân. Dạ, chắc con sợ máy của Hồng Mai lại chưa vào được. Con xin đọc trước. Con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin kệ đoạn 1, đoạn 2 bài kệ báo ơn phụ mẫu. Ya da cha to cha yo qua hằng đục thăng ma ta pi tu hi me. Anu phu tăng na quan ni tung hát thăng ta cái hát quan đi tô đô sang kha ma tha mê ye hoa tum hê đê tha phát nhâm ti cha ru thi tát xê hoa mê tum hê su ki ta mục ta ghét tha quê. Con xin đọc tiếng Việt ạ. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục, mong dung tội rầy. Dạ, con đã đọc xong. Con sai, con xin sư sửa cho con. Và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tâm Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin chào toàn thể đạo tràng. Con xin được đọc tiếp. Cho con xin được kể ạ. Ya da cha to wa hang du khang mata pitu hi me anu putang na wa ni tung ha tham pa ga ha wan di to do sang kha ma tha me ye wa tu he de tha pa yam pi. Ya da cha to wa hang du khang mata pi tu hi me anu putang na wa ni tum ha thang pa ga ha wan di to do sang kha ma tha me ye wa tu hem de tha pa yam bi. Kính thưa cha mẹ, tường chi, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên. Từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không lỡ rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ, kể thôi sau cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phụ phục mong dung tội này dày. Dạ, con đã đọc và kể xong ạ. Con xin xuống mic mời vị khác ạ. Có gì sai mong sư và đạo tràng chỉ thêm cho con ạ. Alo, sư Pháp Nguồn ơi, hình như thiếu hai câu sau. Có phải không quý vị? Đấy, sư Pháp Nguồn đọc còn thiếu hai câu sau. À, và cái chữ mà sư Pháp Nguồn phải đọc rõ là hát thằng ba gầy hạ quần đi tổ. Hát thằng ba gầy hạ quần đi tổ. Thì cái chỗ ba gầy hạ
chỗ này si pháp nguồn như chưa được tự tin ha. Và hai câu sau, si pháp nguồn thiếu, tức là Ruthita se wak me tum he Sugita mup baget tha we, thiếu hai câu sau phải không? Si pháp nguồn coi lại đi ha. Đó, bây giờ đưa bài học lên thấy rõ này, còn hai câu cuối nè. Em thấy có mỗi đoạn đó, đoạn 1 thì 4 câu, đoạn 2 4 câu. Rồi bây giờ sư pháp nguồn đọc lại cho an toàn. Hay là mắt mờ, tai điếc rồi nghe không rõ, xin lỗi ha. Rồi bây giờ mời sư pháp nguồn nè. Dạ con đảnh lễ sư ạ, vì là chắc vừa nãy con nhìn sao mà nó có mỗi đến chữ đấy thôi, không thấy có đoạn 2. Dạ con xin được đọc lại ạ, bởi vì là con dùng cái điện thoại ạ thưa sư. Dạ. Ra da cha to qua hàng du khăng ma ta pi tu hi me Anuputang nawani tum ha tham pa ga wan di to do sang khama thame ye wa tum he de tha pa yam pi cha Ruthita se wa me tum he suvita mu pa ge tha we. Dạ, con xin được đọc chữ Việt ạ. Kính thưa cha mẹ tường chi, nghĩ duy con sợ lỗi nghì ơn trên, từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời, nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sau cùng, con xin đảnh lễ cúc cung, nhưng mình phụ phục mong dung tội dày. Dạ, con đã đọc xong ạ, có gì sai mong sư chỉ dạy thêm cho con ạ.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Kim Dung, cô Nhật Quỳnh. Chắc con lo con chat lên mấy cái kia sau khi con cầm mic hết được luôn. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc đoạn kinh kệ phụ mẫu ngày hôm nay ạ. Ya da cha to cha yo wa hang dung khan ma ta bi tu hi me anu phu tang na wan ni tung han thang ba gai ha wan di to do sang kha ma tha mai ye wa tum he de tha pha yam bi cha Ruthita sewa me tum he sugita mup bagen tha we. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên, từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời, nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kẻ thôi sao cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục mong dung tội rầy. Dạ, con đã kệ và đọc xong. Có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ, con xin mời cô niệm từ ạ. Dạ, cảm ơn văn nhà hạ. Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Và cảm ơn Sức Mê Ta, Sức Trung Nhung, Thiện Vũ và Giang Nhật Hà đã cho biết âm thanh rõ. Và cảm ơn Sức Nhật Bình đã đưa bài học lên hôm nay. Và con xin kể câu số 1 và câu số 2 của bài kinh Phụ Mẫu ạ. Ya da cha to cha yo wa hang dung khang ma ta bi tu hi me anu phu tang na wan ni tum hang thang ba ge ha wan di to do sang ma tha me ye wa tâm he de tha pa yam bi cha ru thi ta se wa me tum he su gi ta mup ba gen tha we. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ân trên, từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời, nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kề thôi sau cùng. Con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phụ phục mong dung tội rài. Dạ, con đã kệ xong. Dạ, con có sai một ngày. Dạ, vào tràng chỉnh sửa liền con ạ. Nam Mô Bụt Thà Giá. Kính mời cô Tina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng, con xin phép được đọc bài hôm nay ạ. Ya da cha tu cha yo wa hang dung khang ma ta bi tu hi me an nu phu tang na wan ni tung an thang pha gai ha wan ni tu du sang kha man tha me te ya tung he de ta pha yang bi cha run hi tan se wo ne tu me sự ghi ta mừng và ghen ta quê. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên, từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời, nặng nề cực nhọc lắm ôi,
Chăm non con trẻ kể thôi sao cùng, con xin đảnh lễ cúc cung, nghiêng mình phủ phục mong dung tội rầy. Dạ, con kính tri ân Ngài và quý bà quý cô tư nữ và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, Nhật Quỳnh cảm ơn Giang Nhật Hà, Thiện Vũ, Kỳ Mét Ta, Hồng Mai và Khách Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng Chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu hiện diện trong đạo tràng. Dạ, con được xin được trả bài câu 1 và câu 2. Dạ, đã cha tơ cha dở qua hăng đục khăn ma ta bị tử hi mê à nữ phương nà quản ni tâm hạ thăng ma gây thà quản đi tơ đồ sẵn kha ma thà mẹ dê qua tụm hê đê tha và dẫm đi cha rồi thì ta xê và mẹ tụm hê sự ghi ta mập bà gạch tha quê. Kính thưa cha mẹ tường tri, nghĩ suy con sợ lỗi nghì ơn trên, từ con hình thể có nên, mẹ cha bảo dưỡng kề bên không rời. Nặng nề cực nhọc lắm ôi, chăm nom con trẻ kể thôi sau cùng. Con xin đảnh lễ cục cung, nghiêng mình phủ phục mong dung tội rầy, khi con la khóc rại. Dạ, con sai rồi. Nghiêng mình vũ phục mong dung tội rầy. Nam mô Bụt Thầy Giá, con thành kính đảnh lễ tri ân Chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, con có sai, con cung thỉnh Ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Dạ, con kính nhân bích đến Ngài. Sa thú, sa thú. Quý vị rất là tuyệt vời. Và ở đây không phải là hay và dở, mà cái quan trọng là cái chữ hiếu chúng ta đọc có nhập tâm hay không. Cũng chính cái bài này mà hôm trước Sĩ Tâm Phương đọc cái bài này mà khóc, nhớ đến cha, nhớ đến mẹ, chỉ có đọc thôi mà đã khóc. Thì hôm nay không có giọt nước mắt nào, nhưng mà tấm lòng của quý vị không phải là đọc hay mình mới có hiếu với cha mẹ, mà mình đọc cái bài này với tất cả tấm lòng của mình trong cái sự nghẹn ngào, trong cái sự nức nở, trong cái sự lắng động tâm tư hướng về cha, hướng về mẹ, tức là tất cả tấm lòng, chứ không phải nói là ồ cái người này đọc hay, người kia đọc dở, hay dở không quan trọng. Khóc trong lòng mới là quan trọng. Cái điều đó mới có nửa thôi. Bây giờ chúng ta tiếp tục phần nữa nữa ha. Rồi, đây là phần 3, phần 4, tức là đoạn 2. Đoạn 1 chúng ta đã qua rồi ha. Bây giờ, rồi, chứ không mai, thôi ngày mai mới đọc. Hai vị lấy chữ mai chỉ. Nếu mà coi như làm gì đây chẳng hạn, cái là có thể là lên làm liền nè. Nhưng mà ở đây chỉ còn mai, đã nói chữ mai, chắc là ngày mai mới đọc quá. Hôm nay nhường hoài mà không chịu cầm mic, để rồi ngày mai mới đọc ha. Mai thì được đọc liền ha. Rồi ngày mai mới đọc nha. Rồi bây giờ chúng ta qua đồng 3, đồng 4. Quý vị thấy rõ chưa? Con thức sớm không vì buôn bán, con vì báo ơn cho mẹ thôi.
Dạ được rồi, báo ơn cho mẹ con chịu đưa tài, sao cha mẹ biết, báo ơn phải đọc lên để cha mẹ nghe chứ. Báo ơn gì mà cái lô bán cà phê không, rồi phê luôn rồi cái sao mà đọc. Mến chào của tụi nữ phúc hạnh. Rồi bây giờ chúng ta qua đoạn 2 ha, câu 3, câu 4. Đây là bài kệ. Cho nên hôm nay chúng ta không có hướng dẫn về, không có đọc theo giọng kinh. Mà giọng kinh đó, tức là khi mà khởi đầu á, chúng ta nhìn mặt chữ. Và bây giờ thì qua cái giọng kệ thì chúng ta áp dụng. Để rồi vấn đề thực hành, sau khi mà đọc xong phần 1, phần 2, tức là 8 câu này xong, 4 câu này xong á, qua phần tiếng Việt nữa thì quý vị sẽ thực hành bằng cách có những cái gương hiếu hạnh mà mình phải bắt chước. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ ôn lại câu 3, câu 4 ha. Quý vị thấy bài học chưa? Âm thanh nghe vừa phải hay là nghe không rõ, quý vị cho biết. Nghe vừa, rồi, tốt. Nghe vừa, tốt, tốt, tốt. Rồi, sa thủ. Ni pa cha bê tha măng am hăng ma la mô tâm bi sa ca lăng hát thê na tê bạc gà hê tòa hoàn thô vi tha bí sạ cha xăm ba sô tụm hê a na gà tê ca lê ngâm ma ca rôn ni kê ha huê Bồ Tát Thi Tốt Ta Ma Ta Ta Bồn Tha Dê Hoa Pha Quay Gia Tha Ni Pa Cha Bê Tha Măng Am Hằng Ma La Mô Tâm Bi Sa Ca Lăng Hạnh thế na tế ba hình tòa hoàn thổ vi tha bí cha xâm ba số hồn tụm hê a na ga tê ca lê âm ma ca run ni kê ha huê Bồn Tát Tốt Ta Ma Ta Ta Bồn Tha Dê Hoa Pha Quay Gia Tha Ni Pa Cha Bê Tha Măng Am Hăng Ma La Mô Tâm Bi Sa Ca Lăng Hạnh Thế Na Tế Ga Hê Tòa Hoa Thô Quy Tha Bí Cha Sâm Ba Sô Hồn Tụm Hê A Na Ga Tê Ca Lê Ngâm Ma Ca Rôn Nị Kê Ha Huê Bồn Ta Thi Tốt Ta Ma Ta Ta Bồn Tha Dê Hoa Pha Quay Gia Tha Rồi, xin Nhật Quỳnh khoan hỷ đưa lên đoạn 2 ha. Chúng ta đọc phần tiếng Việt. Xong phần Bali, đọc phần tiếng Việt. Đoạn 2, alo. Khi con la khóc lệ tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tân dịch đại tiểu tiện cùng, các Phật huyết trượt, ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tài trời đất có mà đạp xong. Cầu cho cha mẹ thấy đồng, đắc thành Phật quả, thoát vòng thai ba. Rồi bây giờ qua đoạn 2, Sĩ Kim Nhung đưa tay trước, xin mời trước. Dạ, alo, alo ạ.
Dạ con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ con kính lễ sư Trí Đức, con kính lễ sư Tuệ Đức. Dạ con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con chờ chị Mít Ta nhưng mà con chưa thấy thì con giơ tay trước để cho đạo tràng không có trống vắng ạ. Dạ con xin kệ. Ni bai cha pe tha mang am hang ma la mut tam mi sa ka lang he na te ga he toa wa tho wit tha pi cha sap ba so tum he ana ga te ka de amma karun Nike hawe Buddha thi tun ta ma ta ta Buddha ye wa fa way ya tha. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tân dịch đại tiện, đại tiểu tiện cùng, các vật uế trược ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhồm gớm những mùi thối tha. Từ bi thay lòng mẹ thì trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Dạ, con đã kể xong. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, cảm ơn chị Nhật Huỳnh đã bà. Chị Metta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Sư Tuệ Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Dạ, con kính đảnh lễ cô tu nữ Tỷ Duyên. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng, và con cũng xin đọc tiếp câu 3 và câu 4 của kệ báo ơn phụ mẫu. Ni bát cha bê tha mang âm hằng ma la mút tâm bi sa ca lăng hát thê na thê ghét toa hoa đồ quýt tha vi cha sắc ba sổ tùm mây a na ga tê ca lây âm ma ca run ni kê a quê bút ta thi tút ta ma ta ta Bụt tha dê quá pha quay gia tha. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tân dịch đại tiểu tiện cùng, các vật quế trược ung dung lau chùi, giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhòm gớm những mùi thối tha. Từ bi thai lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đắc thành Phật quả, thoát vòng tai ba. Dạ hôm nay cái giọng con nó khàn đục quá. Con có đọc có gì sai thì xin Ngài Thị Đức cùng với quý vị chỉnh sửa cho. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Tuệ Đức, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin kệ đoạn 3, đoạn 4 của bài kinh đọc ơn phụ mẫu. Ni bát cha pê tha mang âm hằng ma la mút tâm pi sa ca lăng hát thế na tê ga hết toa hoa thô huy tha phi cha sáp ba sô
tung he ana ga te ka le amma karun nike ha we put ta thi tun ta ma ta ta but tha ye wa phạc quay hi ya tha. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tân dịch đại biểu tiện cùng các vật uế trược ung dung lau chùi, giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhờm gớm những mùi thúi tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đắc thành Phật quả, thoát vòng tai ba. Dạ, con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư, con xin được đọc câu 3 và câu 4 ạ. Ni pa cha bê tha măng a hằng ma lăng mô tăng bi sa ka lăng ha te na te ga he ta wa wa tho hui tha pi cha sa pa so tum he ana ga te ka le amma karun ni ke ha we putta thim tut tamatta ta buddha ye wa fa we ya tha ni paccha pe thamang ahang malamutang bisaha kalang hatena te ga het toa qua do tho huyết tha pi cha sa pa so tum he a ga na ga te ka le amma karun ni ke ha we putta thi tut ta ma ta ta buddha je wa pa we ya tha. Khi con la khóc dày tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng. Tân dịch đại tiểu tiện cùng, các vật uế trược ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, thành Phật quả thoát vòng tai ba. Dạ con đã đọc xong ạ. Có gì sai mong sư chỉnh sửa cho con ạ. Dạ con xin được xuống mấy ngồi vị khác ạ. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Tự Đức. Kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ, kính chào đạo tràng. Hoàn cảm ơn cô Nhục Quỳnh và Thiện Vũ, đạo tràng đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc đoạn 3, đoạn 4. Con xin kệ. Ni ba cha bê hê tha măng am hằng mà la mua tăng bì sa ca lăng. Ha thê na tê hê gà hê toa và đồ vi tha bi cha sa pa sô. Tùm hê a na ha gà tê ca lê a ma ca run ni kê ha về. Bùa ta thi tún ta ma ta ta bùa tha dê quá phà quê gia thà phà quê ni ba cha bê hê tha măng am hằng mà la mua tăng bì sa ca lăng ha thê na tê hê gà hê toa và đồ vi tha bi
cha sa ba so tum he anaha ga te ka le am ma ka run ni ke ha ve bua ta thi tut ta ma ta ta bua tha ye wa pha huy ya tha. Khi con la khóc rầy tay, từ bi mẹ hát thương thay não nùng, tăng dịch đại tiểu tiện cùng, các vật ế trượt ung dung lau chùi. Giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hờ nhầm gớm những mùi thúi tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Dạ con đã kể và đọc tiếng Việt xong, con xin chúng xuống biết có sai chỗ nào, xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa ạ. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ quý sư. Xin sám hối dạ. Dạ Nam Mô Ân Đức Tam Bảo. Dạ con kính đảnh lễ Ân Đức Phật. Con kính đảnh lễ Ân Đức Pháp. Dạ con kính đảnh lễ Ân Đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ quý sư. Con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Dạ xin kính chào quý đạo hữu trong đạo tràng. Con xin đọc đoạn 3, đoạn 4 bài kệ sám hối phụ mẫu. Dạ con xin kệ. Dạ không có đọc mà kệ. Ni ba cha ni ba cha bê tha mang âm hằng ma la môn tâm bi sa ca lăng han thê na tê ga hên toa hoa thô vi tha bi cha sập ba sô tâm hê na ga tê ca lê âm ma ca đôn ni kê ha vê Bụt ta thi tốt ta ma ta ta Bụt tha dê hoa ha pha quay ya thang Ni ba cha bê tha mang âm hằng Ma la một tâm bi sa ca lăng Hành thế na tế ga hết tòa hòa thổ huyết tha bi cha sắp ba sổ tâm hê na ga tê ca lê am ma ca đôn ni kê ha huê bốt ta thi tốt ta ma ta ta bốt tha dê hoa pha quấy ya tha. Khi con la khóc rầy tay, từ bi mẹ hát thương thai não nùng, tâm dịch đại tiểu tiện cùng, các vật ế trượt ung dung lau chùi, giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhòm gớm những mùi thối tha. Từ bi thai lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong, cầu cho cha mẹ thải đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng tay ba. Con kệ xong, có chỗ nào sai con kính xin quý sư, quý cô tu nữ và quý đạo tràng sửa giúp con. Dạ Nam Mô Bố Tha Giá. Dạ con kính xin một chuyện. Dạ con kính xin sư cả chùa Ngọc Đạt, cái bài này xin giảng giùm con cái câu cầu cho cha mẹ thải đồng đắc thành Phật quả thoát vòng tay ba. Dạ thì hai cái câu cuối này con kính xin thư cuối giờ giảng cho con và hiểu làm cầu như thế nào để cho cha mẹ đắc thành Phật quả ạ. Dạ thưa sư, và dạ, con kính nhờ sư giảng dạy cho con hiểu. Dạ con kính cảm ơn. Dạ xin dâng mít là cho đạo tràng. Xin mời việc tiếp theo. Dạ con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ ngài trí thức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ. Con xin phép đọc tiếp. Ni
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Trang, Sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép đọc tiếp phần 2 của bài Kinh Phụ Mẫu ạ. Ni pak cha be tha mang am hang ma la mut tam bi sa ka lang hát thế na tế ga hê ta hoa nô vi tha bi cha sắp ba sô tung hê a na ga tê ca lê âm ma ca run ni kê ha quê bụt ta thi tụt ta ma ta ta bụt tha dê hoa pha quê ya tha ni bác cha bê tha mang âm hằng ma la mút tâm bi sa ca lăng hát thế na tê ga hê toa hoa thô vi tha bi cha sắp ba sô tung hê a na ga tê ca lê âm ma ca run ni kê ha quê bụt ta thi tuốt ta ma ta ta buồn tha dê hoa pha quay gia tha. Khi con la khóc rầy tai, từ bi mẹ hát thương thay não nùng, tăng dịch, đại tiểu tiện cùng, các vật uế trượt ung dung lau chùi, giặt rửa cha mẹ vẫn vui, chẳng hề nhòm gớm những mùi thúi tha. Từ bi thay lòng mẹ cha, ơn tày trời đất khó mà đáp xong. Cầu cho cha mẹ thảy đồng, đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Dạ, con đã kệ và đọc xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ, cảm ơn cô Nhật Huỳnh đã post bài. Dạ, con xin mời bàn tay của cô Nhật Huỳnh ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Vinh Giang Nhật Hà. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ, cảm ơn chị Metta cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Một lần nữa, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, con thành kính Đại Đức. Đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức vừa quan lâm vào đạo tràng. Nhật Bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Bình kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, con xin được trả bài đoạn 3 và đoạn 4 ạ. Ni bát cha bê tha mang âm mang ma la mút tâm bi sa ca lăng hà thể na tê và hạt toa qua thổ huyết tha bi ca sập ma sô tùm hệ a na và tê ca lê âm ma ca run nị kê ha quê bờ thả thi tuốt ta ma ta ta
bát cha bê tha mang âm mang ma la muột tâm bị sa ca năng hà thể na tê gà hạt to qua thở huyết tha bi cha sắp ba sâu tầm hệ anna gà tê ca lê amma ca run nị kê ha quê vượt tha thi tuốt ta ma ta ta vượt tha ghê qua và quay gia tha khi con la khóc rải tai từ bi mẹ hạt thương thai nạo nùng tân dịch đại tiểu tiện cùng các vật huế được ung dung lao chùi giặt rửa cha mẹ vẫn vui chẳng hề nhầm ngược những mùi thủi tha từ bi thai lòng mẹ cha ơn tày trời đất khó mà đáp xong cầu cho cha mẹ thải đồng đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Nam mô Bụt Tha Giá, con thành kính đảnh lễ tri ân chư công đức được quỳnh kính cảm ơn đạo tràng, và con có sai con cũng thỉnh ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Dạ sa thú, kính mời quan thanh. Nam mô con ân đức Phật, ân đức ấn đức tăng. Con kính đảnh lễ ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ sư phụ Pháp Trang, con kính đảnh lễ đại đức Tuệ Đức, đảnh lễ quý sư hiện diện trong đạo tràng. Con kính quý bà quý cô nữ, tu nữ phúc hạnh, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc phần kinh phụ mẫu. Ta mang ông mà là một tâm bị xa ca hạt thế na tê gà hết tê a qua thô quýt tha bi tà sắp bao tùm hê a na gà tê ca Amaroni kể hai một ta tuôn tha con xin sám hối chỗ này bút một ta thi tuốt tỷ ma ta ta bút ta rê qua và quê ra ra tha ni bách cha bê thả măng âm hăng hối con xin kể lại bách cha bê thả măng âm năm bị xa ca lăng hạt thế na tê gà hết nó qua thô quýt tháp cha sắp ba xô tùm hê a đê gà tê ca lê âm ma ca rôn nì kê ha quê bụt ta thi tu ta ta ba bụt tha rê qua phải ra tha khi con khóc dày tai từ bi mẹ hát thương thay não nùng tân dịch đại tiểu tiện cùng các vật uế trược ung dung lau chùi giặt rửa cha mẹ vẫn vui chẳng hề nhờm gớm những mùi thối tha từ bi thay lòng mẹ cha ơn tày trời đất khó mà đáp xong
cầu cho cha mẹ thầy đồng đắc thành Phật quả pháp vòng đai ba. Dạ con đã đọc xong, con có sai mong ngài Chí Đức và đạo tràng sửa cho con ạ. Dạ, con do sức khỏe của con nó không được tốt nên con đọc nó không được. Nam mô Bụt Thầy nha. Kính lễ để Đức Pháp Trang, kính lễ để Đức Tuệ Đức. Chào cô tu nữ phục hạnh. Sa thủ, sa thủ. Ở đây quan trọng là trên tinh thần cầu tiễn quý vị đến với đạo tràng mà tham gia như thế này. Đó là một cái điều mà chúng tôi rất là hoan hỷ trên tinh thần học hỏi của quý vị. Hay và dở không quan trọng. Quý vị thấy Siết Mê Ta 78, 79 tuổi đọc không ra hơi, đọc không ra hơi mà cũng phải cố gắng thể hiện một cái tinh thần như vậy. Người lớn, lớn tuổi nhất trong room này mà tham gia chiến đấu như vậy, quý vị sao? Đây là một cái tinh thần mà không lẽ là mình thua mấy bà già hay sao hả? Quý vị còn trẻ hơn Siết Mê Ta, không lẽ là Siết Mê Ta mà đọc không ra hơi vậy mà còn đưa tay lên mà đọc? Đây là một cái tinh thần mà chúng tôi rất khâm phục. Trẻ trung như Huynh Giang Nhật Hà ha, đọc rõ ràng, đọc coi như chính xác, nhưng mà khổ đen cái tiếng Việt là đọc sai, tân dịch đại tiểu tiện cùng, nhưng mà tân dịch rồi qua đại dịch luôn. Sao kỳ vậy quý nhân Nhật Hà? Nhớ tới cái nàng Covid-19 nè, nhớ cái cô 19 tuổi nè, bên này nghe, chạy qua đại dịch luôn, ghê thiệt. Thôi, một cái điều mà thắc mắc với sư Khanh Kiểm, tại sao trong cái bài báo ân phụ mẫu mà cầu cho cha mẹ thấy đồng đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba? Bây giờ chúng ta kết thúc chưa? Nếu mà kết thúc thì đi vào vấn đề học và tập, tu và tập, thì bây giờ học tập như thế nào trong cái bài kinh phụ mẫu này? Sự tri ân, báo ơn những bậc sinh thành dưỡng dục. Quý vị có cần ôn lại từ trên xuống dưới rồi chúng ta đi vào cái vấn đề nội dung không? Nội dung ở đây á, tức là quý vị phải thể hiện trong cuộc sống hàng ngày, cha mẹ có ân đức rất là nặng đối với con cái. Mà người ta hay nói là cha già như Phật Thích Ca, mẹ già như thể Phật Bà Quan Âm. Một câu nói nữa, cha mẹ tại tiền, Phật tổ tại thế. Vậy thì học cái bài này, chúng ta hướng về cha, hướng về mẹ như thế nào? Trong kinh sách cũng có câu, dân kinh cha rằng mà năng cách tòa. Khi người làm được thiện sự nào, làm được việc lành nào, thì trước hết phải hướng về cha và mẹ. Đó là điều tiên quyết. Vậy thì khi mà học cái bài này, chúng ta qua cái giọng kệ, tức là phổ cái hồn vào đó, chứ không phải giọng kinh ha. Thì đây là một cái bài kệ mà 8 từ, chúng ta chia ra 4 quý vị, vì cái nhớ 4 từ là nó thành ra một bài kệ. Mà cố gắng đọc một lần 2 thì chúng ta ôn lại ha, rồi chúng ta đi vào nội dung ha. Gia đa cha tu cha vô hòa hận đục khăn ma tả bi tu hi mê anu phu tăng na quan ni tung hạch thăng ba gây hào quan đi tu
Đỗ sanh kha ma tha mê dê hoa tùng hê đê tha pha yam bi cha rũ thi ta xê hoa mê tùng hê su ghi ta mục ba ghét tha huệ ni ba cha bê ta mang âm hằng ma la mu tâm bi sa ca lăng hát thê na tê ga hê toa hoa thô vi tha bi cha sâm ba sô tum hê a na ga tê ca lê âm ma ca rôn ni kê ha huê bốn ta thi tốt ta ma ta ta bốn tha dê quá pha quay gia ta. À, quý vị thấy cái lối kệ bốn và cố gắng đọc một lần hai câu và như vậy thì chúng ta sẽ hoàn thành. Và cái lối này tương đối rất là dễ, tám từ là dễ đọc lắm. Là có những cái bài mà nó dài khó, nhưng mà cái bài này bốn thì cái lối đọc tương đối và khi mà chúng ta đọc như vậy thì cái phần tiếng Việt đọc chậm rãi, chúng ta nghĩ tưởng đến cái phần tiếng Việt, miệng tụng thì tâm suy đề suy nghĩ chứ không phải suy nhược nha. Mình phải suy nghĩ theo những cái lời dạy trong này, để rồi chúng ta mới trì hành theo và có cái tâm hướng về cha mẹ để thể hiện chữ hiếu. Không phải là vị nào đọc hay là vị đó có hiếu, mà có những vị đọc nức nở như Sĩ Tâm Phương vừa đọc bài này đã khóc. Thì cái sự có hiếu đó giống như mít ướt ha, không tốt. Chúng ta phải bình tĩnh, thể hiện chữ hiếu trong sự tôn kính, bởi vì cái giọt nước mắt không thể giải quyết vấn đề, mà chúng ta phải hiểu nội dung như là xích hạnh kiểm hướng về cha mẹ và một cái sự hướng thượng, tức là cầu cho cha mẹ thấy đồng đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Cầu cho cha mẹ thấy đồng đắc thành Phật quả thoát vòng tai ba. Người con có hiếu, dầu cổng cha cổng mẹ suốt cả 100 năm phụng dưỡng cha mẹ, mà cha mẹ ngồi trên vai của mình suốt cả 100 năm như vậy, ăn ngon mặc ấm rồi coi như là như vậy suốt 100 năm như vậy cũng không đã hiếu được. Quý vị thấy một cái sự tôn trọng ha, một sự kính trọng, một cái sự thờ kính cha mẹ ngồi trên đôi vai của mình suốt cả 100 năm, nhưng mà đó là hình thức, không thể trả chữ hiếu được. Cho nên những giọt nước mắt cũng không thể nói lên sự hiếu hạnh, mà chỉ có thực hành. Thực hành như thế nào? Cầu cho cha mẹ thấy đồng đắc thành Phật quả thoát vòng tai ma. Vậy thì muốn cha mẹ mà thoát vòng tai ma chứng đắc quả Phật thì phải làm gì? Hướng dẫn cho cha mẹ từ thiện sự nhỏ đến thiện sự lớn, có một cái tâm hướng về ba ngôi tam bảo. Nếu mà cha mẹ đã được quy y tam bảo, thọ trì ngũ giới, hướng cho cha mẹ quy y tam bảo, thọ trì quy giới, như vậy là đủ rồi. Bởi vì sao? Có tám pháp để chứng đắc được quả vị Phật, đó là tam quy và ngũ giới. Mà quả vị Phật ở đây không phải là Phật độc giác, không phải là Phật toàn giác, thinh văn giác cũng là Phật.
À, cho nên nhiều vị nghe nói, ô quả vị Phật, bà nói là Phật tổ, chứ còn Phật mà nhỏ nhỏ không chịu, không được đâu. Thinh Văn Giá cũng là Phật, bởi vì sao và các Buddha, chữ Buddha là Phật, à, Bát Chê các Buddha là độc giác Phật, Samma Sambuddha, Samma Sambuddha toàn giác Phật. Thì Phật có ba quả vị: độc giác, toàn giác và thinh văn giác. Thì bây giờ thinh văn giác cũng là Phật rồi. À, nếu mà chúng ta thôi thì tam quy và ngũ giới một cách chính chắn, thì chúng ta sẽ đạt được nhân sản, thiên sản và thánh sản. Thì cái câu hỏi của Sĩ Ca Hình Kiếm chúng tôi cũng đã xin trả lời. À, chắc là muốn cho cha mẹ chứng đắc Phật quả, có nghĩa là cầu cho cha mẹ thấy đồng đắc thành Phật quả, thoát vòng tai ba, tam quy và ngũ giới, hãy an trú vào đó, hãy thực hành, thì quả vị Phật, tức là cái mà đầu tiên là thinh văn giác, mình sẽ nắm trong tay. Được chưa, Sĩ Ca Hình Kiếm? Rồi bây giờ thời gian cũng không có nhiều, bây giờ quý vị sẽ triển khai, à, triển khai cái bài kệ này. À, chúng ta chỉ hướng dẫn thôi, còn quý vị triển khai như thế nào, bây giờ chúng tôi gợi ý cho. Gợi ý khi mà chúng ta báo ơn phụ mẫu thì chúng ta phải coi những cái gương của các bậc tiền nhân. Mà gương của các bậc tiền nhân để lại thì chúng ta cũng đã học hỏi nhiều lắm rồi. Bây giờ chỉ đơn cử, à, trong giáo pháp của chúng ta, à, có những vị thầy gọi là coi như là đạo cao đức trọng, à, như là ngài Đức Phật chẳng hạn, à, là thầy của chư thiên và nhân loại, à, thiên nhân chi đạo sư, à, Sattha Deva Manusana. Thế mà Đức Phật còn bị một người học trò, à, mà khi còn là ngoài đời cũng là ngang hàng thái tử với nhau, nhưng mà khi vô làm đệ tử của Đức Phật lại sinh tâm coi nhiều phản bội, đó là Devadatta. Devadatta nghĩ rằng mình cũng là hoàng tử, à, mình cũng xuất gia trong giáo pháp này, nhưng mà tại sao, à, Việt Nam tí nữ có phải khi dễ mình, à, tại tôn trọng Xá Lợi Phất, tôn trọng Mục Kiền Liên, tôn trọng Anuruddha, tôn trọng ngài Phất Vũ, ngài Kim Vi La, vân vân. À, khi trong một hội chúng chỉ tăng đông thì Phật tử hỏi, à, ngài Sariputta của tôi ở đâu, ngài Moggallana của tôi ở đâu, không ai hỏi thăm cái anh chàng Devadatta. Buồn chứ, tuổi chứ, mình cũng là một hoàng tử đi tu mà sao mà coi như cái vai vế mình dòng sắc đế lị nữa, à, cũng ngon lành trong trong cái cuộc sống vậy mà người ta khi dễ lắm, thêm mỏi ăn tới. Mình tu tổng kha có thần thông chứ đâu phải không, à, nhưng mà tại sao bị khi dễ vậy? Buồn, tuổi, ganh tị, nhỏ mọn, sân khởi. Và thế là tìm một hội chúng riêng được để hậu thuẫn cho mình, để có vây cảnh. Devadatta mới nghĩ đến Ajatasattu, à, một cái vị hoàng tử trẻ mà đức vua là Bhimisara, một vị đại vương, một cái vị mà coi như thân cận với Đức Phật, à, nghĩa là luôn luôn có sự tôn kính, à, bố thí cúng dường, đã từng dâng cái ngôi chùa coi như Trúc Lâm, à, đến cho Đức Phật. Vậy thì một cái tư tưởng lóe lên, à, mình là vua trong đạo này, Ajatasattu là vua ngoài đời, đời và đạo mà hòa quyện lẫn nhau thì xin lỗi số một, à, tức là
mình thống lãnh ở trong trong về tâm linh ha, thống lãnh về tinh thần ha, còn Acha Tassatu thống lãnh thể chất, tức là một bên ở trong một bên ở ngoài phối hợp nhau. Đời là thể xác, đạo là linh hồn. Xác không hồn là xác chết, mà hồn không xác là hồn ma. Đời không đạo thì loạn luân, xác thiệt mà đạo không đời thì mờ mịt vô duyên. Thôi thì bây giờ giữa đạo và đời phối hợp với nhau, đó là một cái sự hoàn thiện mà không ai có thể làm cho tan vỡ được. Với ý nghĩ như vậy thì đều đã tìm cách giết Đức Phật. Giết Đức Phật bằng nhiều cách, mà một cái cách mà làm cho Đức Phật đổ máu, đó là treo lên túc ở trên đỉnh núi. Khi Đức Phật vừa đi kinh thành ở phía dưới này, núi Linh Thứu ha, thì anh chàng này nói là dùng sức mạnh của mình xô một tảng đá lớn, và cái tảng đá này nó rơi xuống, rơi xuống thì dấu oai lực của Đức Phật thì cái vách núi đó hay nó dính liền, nó chạy lại và nó đỡ cái tảng đá bự kia, và tảng đá bự kia mắc kẹt ở giữa, và thế là những cái mảnh mà va chạm đó rơi xuống trúng chân của Đức Phật, và Đức Phật bị đổ máu. Mà làm cho Phật bị đổ máu như vậy là phạm trong ngũ nghịch đại tội, Đề Bà Đạt Đa đã phạm phải, giết Phật không được. Còn Ai Sợ Thế làm được cái gì? Khi mà Thái tử Ai Sợ Thế đang ngồi chơi như vậy thì Đều Quá Đát Tá muốn chinh phục vị Thái tử trẻ này, cho nên mới biến ra, dùng thần thông của mình biến ra những con rắn, nó quấn trên cổ tay, quấn nơi cổ, quấn nơi chân của Thái tử Acha Tassatu. Và tự nhiên mà thấy những con rắn mà nó quấn như vậy, nhìn vô thì thấy giống như đồ trang sức, nhưng mà thật sự ra ngoại nó cũng khó chịu lắm chứ. Trong đạo tràng này mà thấy, nhất là mấy người nữ mà thấy mấy con rắn mà cuốn như vậy, đừng nói nữ nữa, chúng tôi thấy như vậy cũng bỏ của chạy lên người luôn ạ. Khi một rắn mà cuốn mà ngọ vẽ cái đầu vậy thì lại hết hồn, sợ. Mà không biết hồi đó có tè ra quần hay không, sợ khiếp ấy. Nhưng mà khi cần sợ mà coi như muốn đứng tìm như vậy thì Đều Quá Đát Tá xuất hiện trong cái hình thức của một vị tăng sĩ, mà nhìn thấy cái này Sĩ Mê Tà nói người ta xỉu thôi chứ không có sao hả. Rồi khi mà thấy Đều Quá Đát Tá xuất hiện thì đây là một cái phao, đây là một sự nương nhờ, đây là một sự cứu rỗi. Sợ quá mà. Rồi bạch ngài cứu, bạch ngài cứu con, bạch ngài cứu con. Thì Đều Quá Đát Tá nó không sao, đấy là do thần thông của ta. Và nhà ngươi có thấy người ta giỏi không? Phục liền. Thôi ngài muốn gì sẵn sàng chu toàn cho ngài. Ta muốn mỗi ngày là 500 cỗ xe thực phẩm, buổi sáng đem tới chùa cúng cho chư tăng. Mà chư tăng đó là chư tăng của ta nghe, phe ta nghe. Và thế là lợi lộc phát sanh. Và thấy Đều Quá Đát Tá giỏi như vậy, thì Acha Tassatu nói gì cũng nghe, nghe một cách tuyệt đối. Thì Đều Quá Đát Tá mới nói là ta sẽ giết Phật, ngươi sẽ giết phụ vương của ngươi đi, để rồi ta lên làm Phật, ngươi làm vua của thống lãnh cả thế gian này. Tuổi trẻ háo thắng mà thấy Đều Quá Đát Tá giỏi quá, có thần thông như vậy, phục sát đó, nói sao nghe vậy, về bắt vua Bimbisara nhốt liền. Nhốt như vậy không cho ăn uống, hoàng hậu
hoàng hậu mới đem vật thực vô bị cấm không cho, rồi bây giờ cấm không cho đem vật thực vô thì cũng vô thăm chồng bằng hình thức là tắm rửa sạch sẽ rồi dùng mật ong rồi thoa chát ở trên người rồi mặc áo vô, rồi khi vô thăm như vậy thì gỡ những cái lớp vật thực hòa quyện với vật ong đó để mà sống qua ngày chờ qua đời. Rồi vua A Chà Tỳ Sa Tu biết được cấm luôn không cho cái hình thức đó nữa, thì bà ta mới giấu vật thực ở trên đầu, giấu vật thực ở trên đầu, búi tóc lại đem vô cho chồng. Rồi A Chà Tỳ Sa Tu cũng biết được cấm luôn không cho người mẹ của mình vô thăm cha nữa. Rồi sao mà thấy sách cái ông này sao mà lâu quá mà chưa chết, làm sao mình lên mình làm vua được, nghĩa là mình có quyền hành tuyệt đối cho nên mới sai quân lính đó hay mổ cái gốc chân của vua Bhimbisara, mổ cái gốc chân lấy muối sát vô. Mà quý vị biết Đức vua Bhimbisara là một vị thánh, là một cái vị chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn, cho nên ngài an trú trong cái hỷ lạc của pháp và không có buồn rầu, không có trách móc gì đứa con hết. Nhưng mà khi thọ khổ quá chịu không nổi nè, tức là cái gót bằng chân mình vật thực đã không đủ sống rồi nó mổ gót chân của mình, nó sát muối vô, ai chịu nổi, quý vị chịu được không? Và sự thọ khổ đó không bao lâu, vua Bhimbisara qua đời. Mà khi đức vua Bhimbisara mà qua đời như vậy thì lúc đó là lúc mà đức vua A Chà Tỳ Sa Tu nói chuyện với mẹ của mình. Thưa mẹ, khi mà con sinh ra, phụ quân có thương con hay không? Thì hoàng thái hậu mới nói với con của mình rằng: A Chà Tỳ Sa Tu này con, khi mà mẹ mang thai của con á, mẹ có một cái sự thèm muốn mà rất là xấu ở trong thế gian này, nói thẳng cũng không có ai giống như mẹ. Thì đức vua A Chà Tỳ Sa Tu mới hỏi: thưa mẫu hậu, cái sự thèm muốn gì mà khi thai nghén mà mẹ lại nói như vậy? Thì bà ta mới nói: khi mà mẹ thai nghén con á, mẹ thèm muốn đến nỗi mà coi như gầy guộc xanh xao, bởi vì mẹ không dám nói ra. Thì ông vợ con này mới hỏi tới: mẹ cứ nói đi, mẹ thèm muốn những giọt máu của cha con, nếu mà được mút, được ngậm hoặc được hút một chút máu của cha con là coi như mẹ cảm thấy thỏa nguyện rồi. Và nói cái điều đó cho cha con nghe, cha con sẵn sàng, nghĩa là lấy cái lưỡi dao tọt con tay cho đổ máu ra, và chính mẹ đã hút những cái giọt máu trên tay của cha con. Và các vị chim nha, các vị quan mới nói với phụ vương con á: con là kẻ thù của cha, cho nên mới đặt tên con là A Chà Tỳ Sa Tu. Sa Tu là kẻ thù, tức là kẻ thù chưa sanh ra. Cái tên của con là kẻ thù chưa sanh ra. Nhưng mà cha con mới nói là không sao, bởi vì do sự dạy dỗ, chứ không phải đứa trẻ sinh ra là có cái tâm địa xấu xa muốn giết người cha của mình đâu.
đây cũng là một sinh linh, đây cũng là một chúng sanh, thì tại sao mà chúng ta coi như sống trên sự quý diệt của kẻ khác? Một đứa bé thì có phạm cái lỗi lầm nào mà để chúng ta phải sát hại nó? Cho nên vì cái tâm từ đó mà con được sống sót tới bây giờ. Và khi đang nói chuyện như vậy thì nữ tỳ báo tin là hoàng hậu của vua Ajatasattu vừa sinh một hoàng nam. Ồ, nó mừng được làm cha, khởi dậy trên tâm của một vị vua trẻ. Và khi mà biết rằng mình được làm cha, sung sướng như vậy thì nghĩ tưởng đến cha của mình. Khi nghĩ tưởng đến cha mình thì sức mình giật mình nói rằng mình đã ra lệnh giết cha, mổ cái gốc chân để giết cha. Thì bây giờ anh ta mới hối hận, lật đật chạy vào trong ngục, chạy vào phòng giam, thì thấy cha mình đã nằm một đống rồi. Sự hối hận tràn đầy. Và sự hối hận đó đã đến gặp Đức Phật xin sám hối. Chứ nếu mà không sám hối, không sám hối với Đức Phật, thì bảo đảm cái tội giết cha này phải đọa vào vô gián địa ngục. Bởi vì giết cha, giết mẹ, giết Phật, giết A-la-hán là đổ máu và chia rẽ tăng, đây là ngũ nghịch đại tội. Nhưng mà nhờ đến sám hối với Đức Phật, vua Ajatasattu chỉ đọa vào địa ngục đồng sôi mà thôi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái nhân duyên khi mà đến sám hối với Đức Phật ha, thì Đức Phật mới nói với ngài An Lăng Đa. Nói ngài Lăng Đa, nếu mà nó không thân cận với Devadatta thì trong kiếp này Ajatasattu là một thánh nhân trong Phật giáo, tức là có đầy đủ tam nhân, có thể chứng đắc thánh quả trong cái hiện kiếp này. Nhưng mà thân cận với Devadatta để rồi gần mực thì đen, gần đèn thì không sáng nổi. Thì như vậy ở đây nói lên vấn đề gì? Khi mà chúng ta học cái bài báo ân phụ mẫu, chúng ta nghĩ tưởng lại công đức sinh thành, rồi những cái gương hiếu hành khác. Theo Trung Quốc thì nhị thập tứ hiếu ha. Nhị thập tứ hiếu thể hiện cái sự hiếu hạnh của mình đối với cha, đối với mẹ. Có nghĩa là khi mà cha mẹ mình ngủ á, thì mình nằm ở phía dưới đất á, cởi trần ra để cho mấy con muỗi á bu lại cắn mình, mà đừng cắn cha, cắn mẹ. Đó là một sự thể hiện chữ hiếu trong nhị thập tứ hiếu. Thời buổi bây giờ quý vị làm được như vậy hay không? Mà làm được như vậy thì thể hiện cái chữ hiếu của quý vị là cái hiếu ngu. Tại sao? Buổi sốt rác hả? Nó cắn rồi nó truyền cho cha mẹ, hoặc là truyền cho cả nhà. Rồi rủ nhau mà chết. Mắc nguồn cho cha mẹ, nhưng mà mắc nguồn không như vậy cha mẹ còn cái gì nữa chứ, làm sao cho cha mẹ ngủ ngon. Chứ hồi xưa thì coi mùn chắc không có ha. Hồi đó nghèo quá, ở trần ấy, ở trần cho muỗi nó cắn mình mà không cắn cha mẹ. Đó là một cái sự thể hiện cái chữ hiếu, nhị thập tứ hiếu. Thời kỳ đó ở bên Tàu, đó là một cái vấn đề mà coi như là đạo Nho, đạo Khổng rất là được tôn trọng. Nhưng mà khi Phật giáo về đó rồi thì có hiếu với cha mẹ như thế nào?
Ngài Mục Kiền Liên xuất hiện ở bên đảo, Ngài mới đưa ra một cái chữ hiếu tuyệt vời. Cha mẹ thọ khổ ở chốn địa ngục thì mình bưng cái bát cơm này nè đem xuống dâng cho cha mẹ. Có ai thấy không? Nhưng mà Nam Mô Bụt Ha Giá. Dạ con cung thỉnh Ngài cầm mic trở lại ạ. Nam Mô Bụt Ha Giá. Dạ đạo tràng có thấy con nít của Ngài Trí Đức thông thông không quý vị? Mời quý vị tham gia thảo luận. Con thấy Ngài vào rồi con dân mít đến Ngài, Ngài chịu tham gia thảo luận. Dạ theo như lời Ngài Trí Đức, kính mời đạo tràng có thể tham gia thảo luận cái bài học ngày hôm nay. Dạ Ngài đang nói hay quá. Ngài rớt rồi, rớt mít rồi, Ngài không nói. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng à. Mời quý vị có thể đưa bàn tay xinh đẹp của mình lên à. Dạ Ngài rớt nét nữa rồi quý vị ơi. Dạ Nam Mô Bích Thai giá. Dạ một lần nữa Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng có thể đưa bàn tay của mình lên. Dạ, theo đồng hồ của Nhật Quỳnh thì còn 21 phút nữa. Dạ, có thể đưa bàn tay lên, hiểu cái bài học ngày hôm nay như thế nào, hoặc là nghe bài của Ngài giảng thì đạo tràng có ý nghĩa như thế nào. Dạ, xin mời bàn tay ạ. Dạ, mời chị Metta. Chị Metta ơi, Metta có trước máy không? Dạ, chị Metta có trước máy cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, kính mời chị. Dạ, Nam Mô Bụt Ha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn cô Thiện Vũ cho biết đã nghe được âm thanh của Metta. Hôm nay thì cái cổ của Metta nó... nói thì có lúc được lúc không, dạ. Nhưng mà qua cái bài học hôm nay về cái bài kể mà về ơn đức phụ mẫu thì Metta giờ đây không còn cha mẹ nữa, đã cha mẹ mất từ lâu rồi, thì
Bây giờ chỉ còn có một cách báo ơn là như Ngài đã nói, là cố gắng tạo phước, và mỗi lần tạo phước thì đều hồi hướng đến cha mẹ. Đối với Metta là như vậy. Còn đối với những vị mà cha mẹ còn hiện tiền thì cố gắng hướng cha mẹ. Nếu những vị nào mà cha mẹ đã biết đến Phật Pháp rồi, đã có quy y, đã có làm phước, đã biết đến Phật Pháp, thì đó là một điều hết sức là tốt, là phước. Còn nếu mà cha mẹ chưa biết, thì như Ngài đã nói là chúng ta phải làm như thế nào để hướng cha mẹ biết Phật Pháp, biết quy y, biết làm phước, biết đến chùa để mà nghe giảng pháp, hoặc là làm cúng dường cai tăng, hay là tham dự những buổi lễ của ở chùa. Và ngoài ra thì chúng ta phải làm như thế nào mà cố gắng học pháp, rồi cố gắng tạo phước để cho chính bản thân của chúng ta, rồi chúng ta lại hồi hướng cho ông bà, cha mẹ, rồi chúng ta có thể là chúng ta làm gương cho con cái của chúng ta, để sau này con cái của chúng ta nó đi theo con đường của chúng ta. Thì theo Metta nghĩ là như vậy. Thì cảm ơn quý vị đã nghe. Bây giờ Metta cũng xin trả máy lại cho đạo tràng, xin mời quý vị khác kế tiếp ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn chị Metta. Nam mô Buddhaya, và một lần nữa con thành kính lĩnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh thấy Giang Nhật Hà đang có chiếc máy. Dạ, mời bàn tay Giang Nhật Hà nha. Dạ, mời Giang Nhật Hà. Dạ, con không dám nhúc nhích, mà con mới nhúc nhích thì con bị cô dích lên liền. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, con thì con thấy cái bài hôm nay rất là hay. Mà con cũng không biết những cái... Những cái bài thơ mà từng đề tả về cha mẹ, về phụ mẫu thì rất là nhiều và rất là thấm thía. Đọc bài nào con thấy cũng thấy rất là nhập tâm. Giống như hồi nhỏ thì cũng được học những cái câu như là công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Thì nó nhiều lắm, vô tận. Núi thì nó cao, còn nước thì nó cũng như là nước mà nhiều thì chắc là hỏi tới cô Phúc Hạnh đó, bây giờ ở Bình Định nước nó cỡ nào, khó mà tả hết nổi. Thì được cha mẹ thì được ví như là những cái vị thiện thần ngự trị trong nhà mình, thì và là những cái bậc thầy tiên khởi dạy cho mình từ cái miếng ăn cho đến tiếng nói đầu đời. Cũng như con được biết là ở Việt Nam hồi nhỏ thì mình hay nói là học ăn, học nói, học gói, học mở, vân vân. Thì toàn bộ những cái đó khởi đầu là được cha mẹ dạy cho mình cái nền tảng ngay từ ban đầu. Thì cái có những cái câu nói như là tình cha nghĩa mẹ biển đông, tình con đáp lại giọt sương đầu cành. Thì khó mà có thể đền đáp công ơn cha mẹ lắm. Cho nên
Sau cái bài học ngày hôm nay á, thì con cũng kính chúc với đạo hữu, cô chú, anh chị, cũng giống như là ngày giảng dạy vừa rồi á, thì là nếu mà cha mẹ chưa có đạo thì mình hướng cha mẹ tới con đường đạo, còn nếu mà cha mẹ đã có đạo rồi á, thì sẽ tạo duyên cho cha mẹ mình hiểu thêm về đạo và tăng trưởng thêm thiền pháp. Dạ, con chỉ có vài lời như vậy thôi. Con có thể mong quý cô chú anh chị tham gia cho thêm ý kiến để con được học hỏi thêm ạ. Dạ, con xin mời người kế tiếp ạ. Xà thủ, kính cảm ơn Bình Giang Nhật Hà. Nhờ Quang Thanh vào ra rồi cũng không nghe được, nhưng mà không phải không hết, không như Kim Nhung và Quang Thanh nói đâu. Dạ, không đủ duyên hoặc hết duyên. Quang Thanh giờ có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Không phải không đủ duyên mà cũng không phải không hết duyên, mà đường nét tới đây cả Việt Nam và Mỹ rất là khổ. Nhật Quỳnh nguyên một buổi sáng không vào được lớp pháp cú, cũng không vào được lớp học Phật Thá Thâm Má luôn đó quý vị. Nên là mình không nói là mình hết duyên hay mình không đủ duyên, mà do cái đường nét cả chung thế giới Việt Nam và Mỹ nha, còn những nước khác thì Nhật Quỳnh không biết. Bản thân Nhật Quỳnh ở chùa Pháp Luân là nguyên một buổi sáng luôn á Giang Nhật Hà, là hả bữa nay có bổn phận phải mở trung pháp cú nhận lời với Rạng Đông để Rạng Đông quán mạch, nhưng mà không thể nào mà vào được, thậm chí lấy nét của phone qua cũng không qua, không lấy ra được luôn. Dạ, nên là đành gọi cho Vinh Quát Tha Ná để Vinh vào làm được gì thì làm, chứ Nhật Vinh cũng không biết là rung sinh hoạt như thế nào luôn. Nhưng mà hồi trước mà Nhật Quỳnh bị những trường hợp đó thì dạ Quỳnh Giang Nhật Hà hoặc Đầu Sang có vị nào còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Những Nhật Quỳnh mà gặp trường hợp đó, dạ thì Nhật Quỳnh rất là buồn và rất là mệt mỏi, nhưng mà cái gì rồi nó cũng quen, và mình nghĩ nó là vô thường, mình nghĩ nó là như vậy, tự nhiên không có mệt. Không vào được, đi làm chuyện khác, không rồi làm chuyện khác đã đời cũng không vào được, lại đi làm chuyện khác nữa, mà cứ như vậy là suốt 5-6 tiếng đồng hồ luôn đó quý vị. Nên là gọi là giống như mình tập vào room, mình tập được nhiều cái lắm quý vị. Bản thân Nhật Quỳnh tập được nhiều cái, tập được sự nhẫn rồi sự nhịn rồi nhiều thứ lắm. Nên thật sự là mình bao trung được mà mình được tự tại thì rất là nhờ ơn Đức Phật, giáo pháp và chư tăng, nên là mình được an nhiên. Mặc dù mình có nhiều khó khăn nhưng mình thấy mình được an nhiên rồi. Vậy là Nhung cũng không nghe được rồi phải không? Khóc quá trời luôn, khóc ướt rung luôn rồi kìa. Dạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, giờ vị nào còn nghe được thì xin cho một tín hiệu ạ. Dạ, cô Phúc Hạnh mưa dầm mưa về mà còn nghe được không cô? Ồ, cho Phan nghe được phải không? Dạ, còn vị nào nữa không? Không mai nghe được không? Không mai nghe được, bây giờ bắt không mai lên mới được. Dạ, ồ, mến chào Hoàng Nguyệt, mới vào đậu tràng nha, nãy giờ không thấy. Cảm ơn Hoàng Nguyệt. Dạ, bây giờ thì bắt không mai lên nào. Cho Phan đi bộ về ạ. Giờ cho Phan ngồi đó đi để bắt Hồng Mai, tại vì Hồng Mai nãy giờ không lên đọc bài được, không gì hết, mà bây giờ nghe được rồi. Tao bây giờ mời Hồng Mai nha, mời Hồng Mai có thể lên đọc một lần hoặc kệ một lần đi, rồi có thể chia sẻ ý kiến của mình trong bài học ngày hôm nay. Alo, mời Hồng Mai nha.
Alo, 123, 123. À, Sích Nhật Quỳnh mời Sích Hồng Mai. Mời Sích Hồng Mai nói chắc là ngày mai kìa. Ngày mai mới trả lời. Hôm nay Sích Hồng Mai xin lỗi, đường truyền không được tốt ha. À, nói người ta, nhưng mà thật sự cá nhân của chúng tôi cũng vậy. Người ta rất mạng, nó nhảy qua cái wifi kia. Rồi wifi kia là wifi ảo. À, cho nên coi như là quý vị nói chúng tôi không thèm nghe, mà chúng tôi nói quý vị cũng không thèm nghe. Rồi chính là rồi, bây giờ ổn định. Rồi bây giờ coi như thời gian của chúng ta không còn bao nhiêu hả quý vị hoan hỷ. Còn cả 8 phút à. Nhưng mà cái bài học hôm nay là một bài học quan trọng. Bởi vì trong kinh đã nói rồi, dân kinh cha răng ma năng cát tòa. Khi nào, khi mà người làm được việc lành trong hoàn cảnh nào, trước hết phải hướng về cha và mẹ đã quá vãng. Mà hướng về cha mẹ quá vãng thì mình làm gì? Mình phải hồi hướng trách nhiệm làm con, phụng dưỡng cho cha mẹ nè, về tứ vật dụng, về cung phụng cho cha mẹ có được một cái đời sống mà coi như an vui, đầy đủ sức khỏe, cơm ăn áo mặc ha. Rồi điều thứ hai, phải làm những cái việc nặng nhọc thay thế cho cha mẹ. Cha mẹ thì càng ngày càng già, mình thì sức dài vai rộng, còn có sức khỏe, phải làm những cái việc nặng nề thay thế cho cha mẹ. Phải gìn giữ cái tài sản mà cha mẹ đã làm ra, mình phải biết phát huy, phát huy cho nó tăng trưởng thêm, chứ không phải của cha của mẹ để lại rồi chỉ biết thừa hưởng, không có biết lo gìn giữ. Đó là đứa con bất hiếu. Điều thứ tư là thuần phong mỹ tục, nghĩa là cái truyền thống của gia tộc mình phải duy trì, mình phải bảo vệ. Và cái điều thứ năm, khi mà cha mẹ qua đời, mình phải làm phước hồi hướng. Đó là điều quan trọng, không phải nói cha mẹ chết rồi, thôi chết rồi cho chết luôn. Cái đó là cái bậy bạ nhất. Mà mình phải nghĩ tưởng, mình có hình hài, có thân vóc này, thành nhân chi mỹ trong cuộc sống, thì mình phải báo hiếu cho cha mẹ. Chứ không phải nói cha mẹ chết rồi thôi, không có thể nghĩ ngàn tới. Bởi vì sao? Khi mà cha mẹ sống á, đã lo cho mình rất là nhiều. Một nè, là cho con đi học chữ hay là học nghề ha. Nếu mà khi còn trẻ thì phải cho đi học chữ học nghề, nghĩa là không cho con làm những cái điều sái quấy này, những điều bậy bạ này, rồi cho con khuyến khích cho con làm những cái việc lành việc tốt này ha. Rồi khi mà con lớn rồi ấy, phải lo dựng vợ gả chồng này, ha. Rồi trao cho cái quyền thừa kế khi con hữu tuổi, thì như vậy thì khi như vậy thì chúng ta thấy cha mẹ lo cho chúng ta rất là đầy đủ. Và nhiều khi chúng ta 30 tuổi, 40 tuổi, hoặc là nhiều khi 60 tuổi mà cha mẹ vẫn coi chúng ta như là những con trẻ, luôn luôn là nước ở phía trên chảy xuống, lòng từ của cha mẹ. Thì chúng ta đối xử với cha mẹ như thế nào? Phải thể hiện chữ hiếu, đừng có nghĩ rằng nước ở dưới chảy lên, mà chúng ta phải thể hiện chữ hiếu. Mà thể hiện chữ hiếu khi cha mẹ còn sống và khi cha mẹ đã chết. Cho nên cha mẹ tại tiền đó là một hạnh phúc,
cha mẹ tại tiền, Phật tổ tại thế. Đây là những vị Phật còn sanh tử luân hồi. Còn Đức Phật Gotama là một vị đã siêu xuất tam giới. Và chúng ta hiểu những vị Phật hiện diện trong nhà của chúng ta nè. À, Phật tại nhà mà lo Thích Ca ngoài đường. Tại sao cái câu nói đó được thể hiện? Bởi vì chúng ta bất hiếu, không nghe lời cha, không nghe lời mẹ, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Và những cái điều đó là sự thật. Có ai mà bất hiếu với cha mẹ mà thành nhân chi mỹ trong cuộc sống đâu, phải không quý vị? À, vậy thì cái bài báo hiếu phụ mẫu, đây là một cái tấm gương, đây là một cái điều chúng ta học phải hành. Chứ không phải chúng ta học rồi coi như nước chảy mây trôi. À, mong rằng cái bài học ngày hôm nay là một cái điều mà chúng ta học phải thực hành. Quý vị thấy Sĩ Mê Tà đọc không ra hơi mà cũng đưa tay lên tham gia. Một cái tinh thần như vậy chứng tỏ rằng Sĩ Mê Tà khi tưởng nhớ đến cha mẹ của mình là những người đã đi qua cuộc sống này, công nghĩa sinh thành, mà cái giọng đọc nức nở, nghẹn ngào, đọc không ra hơi. À, quý vị thấy đó là một cái điều mà chúng ta thấy là lớn tuổi, nhưng mà Thích Mê Ta đối với tôi hôm này là một tấm gương cho quý vị. Còn nhớ vị trẻ trẻ tuổi mà ngồi im ru như vậy, chúng ta hơi buồn. À, cô lên. Bởi vì sự thật thì chúng tôi nói cũng hơi mất lòng. À, nhưng mà chính cá nhân của chúng tôi khi mà đọc bài này cũng rất là xúc động. Cha đâu, mẹ đâu, chết hết rồi, làm sao mà báo đáp, chỉ có làm phước hồi hướng thôi. À, mong quý vị quan hỷ ha. Rồi, buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây. Và hy vọng rằng một mùa dân y, một tháng trôi qua, tuần sau chúng ta sẽ gặp lại Ngài Pháp Thanh ha. Và như vậy thì chúng ta sẽ chuyển hướng. Còn bài báo hiếu phụ mẫu là kết thúc nơi đây. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và thâm thiền xin qua lực vô biên, khi toàn giác lục giác và kinh văn tính chúng, hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lặng. Ete na sa cha wa che na so ti wo ho tu sa pa da. Do lời chân thật này, kính nhân quả phước lên chư tôn thiện đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Tha Gia. À, xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng. Khasamudayo Ariyasacchang Jayam Tanha Polapsavika Nandi Raga Sahagata Tatatata Nandi Ni Sayyati Dankama Tanha Fakwa Tanha Vifakwa Tanha Katamang Chafikawe Khasamudayo Ariyasacchang Ya yang tan ha bo na fa wi ka nan di ra ga sa ha ga ta 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 vi nan di ni say ya thi dam ka ma tan ha fa wa tan ha wi fa wa tan ha tam mạnh chắc phi khả huệ đúc khả samudra yo ariya sa chẳng ya yang tan ha bo na fa wi ka ni ra ga sa ha ga ta Tatatata vinan di ni say yati dang kama tanha fakwa tanha vifakwa tanha.
Katamang chafi kawe dukkasamudda yo ariya satyang Yayang tanha bonap fakwika nandira gasahagata Tata finandi ni sayyathe dam Kama tanha fakwatanha wifakwatanha Katamang chafi kawe dukkasamudda yo ariya satyang Yayang tanha bonap fakwika nandira gasahagata Tata finandini Sayyati dangka matanha fakwatanha kwifakwatanha Katamang chafi kakwe dukkasamudayo ariya satyang Yayang tanha bonap fakwika Nandira gasahagata tatatata finandini Sayyati dangka matanha fakwatanha kwifakwatanha Katamang chafi kakwe dukkasamudayo ariya satyang Yayang tanha bonap fakwika nandira gasahagata tatatata finandini Sayyati dangka matanha fakwatanha kwifakwatanha Katamang chafi kakwe